Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kelly Loan Cuộc Sống Canada. Hiện tại đang là 10 giờ 50 phút sáng. Hôm nay thời tiết là đẹp vào ngày của 20 tháng 8 năm 2023. Mình sẽ cùng gia đình đi đến Niagara Falls và sẽ đi đến những cái địa điểm đẹp của thành phố Toronto. Nếu các bạn có thêm video trước thì sẽ biết được chị gái của mình qua Canada du lịch. Đây là lần thứ hai chị của mình qua đây chơi. Thì lần trước mình cũng dắt đi cái thác nước Niagara Falls, một cái địa điểm rất là nổi tiếng thu hút khách du lịch rất là nhiều vào mỗi năm. Và khi mà người Việt Nam mình đến Canada, đặc biệt là Toronto, thì đa phần sẽ có người thân dẫn đến cái thác Niagara Falls. Nhưng mà lần này thì mình sẽ dắt đi lên cái Niagara Falls. Đó là một thị trấn nhỏ, khu du lịch rất là nên thơ lãng mạn và rất là thích hợp cho những ai muốn đi bộ. Hiện tại đang là 12 giờ 45 phút trưa. Thì bây giờ chỉ còn khoảng 15 phút lái xe là mình sẽ đi vào thị trấn của Niagara-on-the-Lake. Khi mà vào thị trấn thì mình sẽ thấy hai bên đường là những cái farm người ta trồng củ nho. Họ sẽ có xưởng sản xuất củ nho tại đây luôn. Đó là một trong những nét đặc trưng khi mà các bạn đến tham quan Niagara-on-the-Lake. Sau 10-15 phút thì hiện tại mình đang có mặt ở Niagara-on-the-Lake. Đây là địa điểm du lịch. Thì các bạn nhìn hai bên xung quanh là những cái cửa hàng trưng bày rất là đặc sắc và những nhà hàng ăn uống dành cho khách du lịch đến mình tham quan. Thì hiện tại đang là 1 giờ trưa, đâm ra mọi người đã đến đây rất là đông. Thì rất là khó để mình kiếm một chỗ đậu xe. Thì khoảng mình nghĩ nếu mà đậu xe chắc không phải 15-20 phút mới kiếm được một chỗ. Phải chờ khi mà có chỗ trống thì mình mới vào được. Vì hôm nay đông quá, thật sự không có chỗ trống mà để đậu xe luôn. Nếu mà đi mà đậu ngoài cái chỗ lát sò thì đi bộ vô đây rất là xa. Nhà mình nãy giờ lay quay chạy tới chạy lui thì cuối cùng cũng có một cái chỗ trống nên phải tranh thủ đậu liền. Bây giờ sẽ băng qua đường để đậu, sau đó mình sẽ tỉa tiền parking để mình đậu khoảng bao nhiêu, 1 tiếng, 2 tiếng thì tùy thôi. Hai, bây giờ đang là 1 giờ 5 phút.
mình mới kiếm được chỗ đậu xe, bây giờ mình cùng gia đình sẽ đi bộ. Đi khúc này, đi khúc bên đây nè. Đây là cuối tuần nên rất là đông người đó. Đông đúc bán những cái áo sơ mi này là thu hồng hết chưa. Đông lắm. Cũng may mắn khi tới đây là đã có cái chỗ đậu xe á. Rất trời vô mốt. Mày vô mốt chữ chưa? Gì? Nay trời cũng nắng lắm đẹp. Ê, vô chụp hình với con. Có ai vô chụp hình không cả? Khu này thì nó rất là nhỏ, nó một cái thị trấn, mà cái khu du lịch á, khi mọi người đến đây thường mình đi bộ dạo phố rồi mình đi tham quan những cái cửa hàng mua sắm, còn không thì mình mua kem, mình ngồi nhà hàng ăn uống vậy đó. Lâu lâu một cuối tuần rảnh thì thường tương tô chạy đây thì khoảng hơn một tiếng. Đây là quầy rượu. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình mình dạo một vòng Nega on the Lake với những cái cửa hàng quán và những cái cảnh vật hoa tươi rất là đẹp. Thành phố đầy hoa rất là đặc sắc và thu hút nhiều khách du lịch hàng năm tại đây, đặc biệt là khi vào mùa hè. Cái này là khách sạn nổi tiếng lắm á. Chị con đi ngựa không cả? Ê, có chừng xe kìa. Có chút tiền không? Có mấy chục đồng. Bên đây là có cái ngựa chở mình đi tham quan cái thao nhỏ, cái thị trấn, cái khu du lịch đó. Giống như Montreal cũng vậy, Montreal cũng có cái khu dịch vụ mà cho ngựa. Đẹp quá ha, bông. Chụp hình không? Chụp hình không? Dễ sợ. Nhà mình mỗi người mới chụp những cái tấm hình nè, làm kỷ niệm. Bây giờ sẽ đi bộ xuống đây. Hôm nay trời nó còn xa không? Thì đi bộ tuốt dưới á. Cái này thường người ta đến, người ta đi ăn, đi uống, gia đình rồi ngồi nói chuyện với nhau rồi giống như chill á. Mình tự mình hưởng uống rượu đó hả? Không, Montreal đẹp hơn, đúng rồi, ngồi ăn uống này kia. Trời ơi, đẹp quá, bông. Thấy mọi người không à? Ở đây chịu đầu tư tiền về bông quá ha. Nè, nãy giờ đi biết bao nhiêu bông. Đẹp á. Ai tưới vậy ta? Chính phủ á. Có cái xe bồn tưới không? Ừ, chắc vậy. Có một thị trưởng đây, nó phải take care mấy cái chỗ này nè. Đây là cái gì đây ta? In. Nhà nghỉ. Nhà nghỉ, khách sạn. Mà mấy cái này nhìn nó cổ kính quá hả? Cổ á. Chim Mi Nguyễn đi đâu vậy sao luôn? Chim Mi đi đâu vậy? Chim Mi Nguyễn. Ở tới đây là hết rồi.
Vậy giờ quay lại ha anh. À. Bây giờ mình đi lại ngược lại. Ờ, cái ông đó ông đi phạt đậu phạt á. Ờ, cái bà đó ba phạt vé những người không về giống như đậu xe thôi chứ không phải cảnh sát. Đậu xe rồi đó. Hai chồng hai đứa con ha. Có ai muốn lại đây chụp tấm hình không ạ? À? À chị Ngân chụp rồi phải không? Ừ. Chụp nghe thằng này rồi. À. Tối giờ nhớ mở ra coi. Nhớ gỡ lên gia đình nha. Rồi. Đẹp không mọi người? Này giống như là thành phố hoa, giống như thành phố Đà Lạt của Việt Nam mình á. Đó, bây giờ bên kia người ta đang kiếm chỗ đậu xe để đậu. Có nhiều người người ta đem cái xe đem chở theo hai mấy chiếc xe đạp nữa. Hai chồng, hai đứa con đạp xung quanh đây chơi tới tối, 6 giờ tối về nó mát nó chạy xe đạp nè. Có ai chạy xe đạp không? Có, nãy chị chạy chị em. Có nhiều. Cái này nãy mình đi giờ mình đi ngược quá. Khúc này đi bộ là toàn khu shopping thôi. Những cái hàng quầy hàng bán đồ lưu niệm với những cái áo t-shirt hay là cái áo hoodie. Thì với dòng chữ Mega on the leg kỷ niệm các bạn đã đến đây hoặc là tặng quà cho người thân của mình. Điểm du lịch rất là lý tưởng cho các cặp đôi, những bạn thích sự đổi mới và một chút yên bình ở một thị trấn nhỏ nằm không xa thành phố Toronto thì rất là tiện. Và ngoài cuối tuần mình đi cùng người thân, bạn bè, gia đình. Lá cờ của biểu tượng xuất nước Canada. Những cái nhà hàng bên này là bán nhà hàng Grab. Ở đây cho mình ngồi ăn uống rượu. Trái thơm này tượng trưng cho sự hospitality á, sự hiếu khách á, hồi xưa học khách sạn nó giải thích vậy đó. Nó nói phải để giá thường thôi, để giá thơm hồi xưa mấy khách sạn rồi đó. Giống như lòng mến khách. Chào đón khách đến nữa, hospitality á. Lần thứ 3, thứ 4 mình đã đến Megaform The Lake. Đâm ra theo lịch trình thì gia đình mình sẽ chơi ở đây đi tham quan khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó sẽ đi đến địa điểm khác là mình sẽ đi chùa. Mình sẽ đi 10,000 Buddha ngay của Megaform luôn. Sau đó mình sẽ đi thác một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái chỗ lấy xe và sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo. Đa phần là khu nhà hàng. Bên đường ăn uống hai bên xung quanh là nghe nhạc. Và đến chỗ đậu xe, bây giờ gia đình mình sẽ đi đến chùa. Nếu các bạn thích video của mình, hãy cho mình một like và một đăng ký để xem video tiếp theo của mình. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye!